xin được giới thiệu nam ca sĩ Mai Tiến Dũng và diễn viên BB Trần. Xin chào hai em. Dạ, chào anh. Hey. Em. Dạ. Chào cô. Cô ấy mùa đông đúng không? Thưa quý vị, Mai Tiến Dũng thì rất đẹp trai rồi. BB Trần thì ai cũng biết là một diễn viên được biết tới bởi hình tượng của một cô gái dạ. xinh đẹp lúc nào cũng thướt tha, dịu dạ. dàng. Mỗi cái giọng thôi thì khác hẳn thôi. Nào, hai anh em chào khán giả trước khi anh em mình nói chuyện với nhau. Lời đầu tiên thì cho BB Trần xin gửi lời chào đến tất cả các khán giả đang xem chương trình Giác quan thứ 6. Lời nói đầu tiên cho phép Mai Tuyên Dù là chào thân ái đến tất cả quý vị khán giả yêu mến của chương trình Giác quan thứ 6 ạ. BB Trần, có bao giờ em nghĩ rằng em sẽ thay đổi hình tượng của mình để đến với một cái vai nam tính mạnh mẽ giống như cái chất giọng của em không? Em rất là mong muốn được luôn. Hầu như là năm nào ai hỏi em có ý định gì mới không thì em cũng nói trong năm nay em muốn thay đổi hình tượng. Em xin anh quản lý, em nói là làm ơn cho em một cái giai đàn ông đi. Làm ơn cho em một cái giai đàn ông đi. Mà tới tận cho em một lạc đàn ông. Tới tận bây giờ em mới có được một cái giai như vậy rồi, biết rồi đó. 3-4 năm chờ em mới có được một giai như vậy. Nhưng mà em cảm thấy là BB Trần rất là hợp với vai vai nữ nữ, tại vì nó bản thân anh là nghệ sĩ, anh ngồi xem BB là lúc nào trong đầu anh là BB là như thế, có lẽ là như vậy, cho nên là nhiều khi là một gì? Cô gái giọng trầm anh. Tại BB là ảnh là chi tiết lắm, hóa trang nè, rồi anh mua quần áo phụ kiện. Bởi vì em đã diễn với anh BB rồi, anh diễn rất đầu tư anh. Ví dụ như là thường là một cái vở kịch có bao nhiêu cảnh, bao nhiêu bộ đồ đúng không? Ví dụ như 6 cảnh 6 bộ đồ thì đêm hôm nay là diễn vở kịch đó 6 cảnh 6 bộ đồ, nhưng ngày mai vẫn vở kịch đó nhưng ảnh sẽ thay 6 bộ đồ khác nhau. Dạ đúng rồi. Và tiếp tục bữa nào mà lại diễn kịch đó 6 bộ đồ, ảnh lại thay 6 bộ đồ khác nhau. Nhiều lúc em nhìn cái tủ đồ của em nó, ủa sao tại sao em lại mua đồ nữ nhiều như vậy, mà trong khi đó là cái vở kịch đó nó chỉ cần 6 bộ như vậy thôi. Mà em không biết là nhiều khi mà em đi mua đồ nha, mà em chỉ toàn nhìn đồ nữ thôi, em quên hẳn luôn đồ nam qua một bên. Bây giờ là nhà em là 2 tủ đồ, tủ đồ nữ gấp đôi tủ đồ nam. Đúng rồi, vì tủ đồ nữ đã mang em tới gần hơn với khán giả. Yeah. Nhưng anh tin rằng là với một người nghệ sĩ tài năng thì luôn luôn muốn mình phải đa dạng. Yeah. Và đa phong cách trong cái tiềm thức của khán giả. Yeah. Nhưng với tài năng của em, anh tin là em làm được giống như Mai Tiến Dũng ấy. Là yeah. một người đa dạng và đa phong cách trong âm nhạc. Và ai cũng biết điều đó, đúng không? Vâng, cảm ơn anh. Dạ, đúng. Anh đã với mẹ. Anh Mai Tiến Dũng, lúc mà em coi, lúc mà anh còn bên nước ngoài chưa về Việt Nam á, là anh hát những cái bài nhạc rồi nhảy rất là đẹp, rất là xung. Đến khi anh về Việt Nam á, thật sự nha, anh ra bài nào em cũng thuộc. Những cái bài nhạc đó hả? Thuộc không? Anh hát một câu bài của anh đi. Thôi, theo anh là Diệu Nhi thuộc là được rồi, đừng bắt hát. Này, hát là em không nhận ra được con tinh thần của mình nữa đâu. Anh ơi, cơ hội lắm, lúc nào cũng xin hát hết chứ. Thôi,